Tại huyện Phong Điền, mới đây xã Nhân Nghĩa ra quân trong quá kiển và vệ sinh cảnh quan môi trường tuyến đường nối từ cầu Giàm Sáng đến quốc lộ 61C và đường dẫn từ tỉnh lộ 932 trên cầu Giàm Sáng. Hơn 100 lực lượng là lãnh đạo xã và các ban ngành hội đoàn thể lực lượng công an quân sự xã và cán bộ nhân dân tại hai ấp, Nhân Phú và Nhân Phú A đã trồng 1.500 cây hoa hoàng yến dọc hai bên tuyến đường, nối từ cầu Giàm Sáng đến quốc lộ 61C và đường dẫn từ tỉnh lộ 932 lên cầu Giàm Sáng với chiều dài hơn 2,4 km thuộc địa bàn xã Nhân Nghĩa. Đồng thời, các lực lượng còn chăm sóc những cây sao qua 10 giờ đã trồng trước đó. Bên cạnh đó, cùng phát quan làm cỏ thu gom rác vệ sinh môi trường dọc hai bên tuyến đường.